anh chị, xin chào các bạn. Chúng ta tiếp tục với series video uh, kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp năm 2024 uh, được uh, viết và được trình bày và được uh, ghi hình bởi giảng viên Nguyễn Phan Anh là tôi. Và người tôi biết là anh em cũng đang rất là muốn. Uh, Thôi thầy hay anh có cái gì thì anh nói luôn đi. Kỹ năng gì bí quyết gì thì chia sẻ với, cho bọn em biết đi chứ uh, hết xây dựng bộ chính sách rồi bây giờ xây dựng công cụ bán hàng này sốt ruột quá. À, thực ra thì tôi nghĩ rằng là cái gì nó cũng có những cái logic và các bước của nó. Thế thì bây giờ các anh chị đi bán hàng thì các anh chị phải có bộ chính sách bán hàng, bộ chính sách phải ngon, phải tốt, phải có nhiều giá trị, đúng không ạ? Ví dụ như chiết khấu cao, ví dụ như hỗ trợ nhiều, ví dụ như công nợ tốt, tôi nói ví dụ thôi, hàng hóa chất lượng. Thì bây giờ mình làm sale, mình đi chào mình mới bán được hàng. Chứ còn mấy cái kỹ năng chào hỏi rồi đi đứng rồi hẹn hò các thứ tôi dạy các bạn được người ta cũng dạy các bạn được các bạn không cần học tôi các bạn học người khác cũng được các bạn không cần học người khác các bạn tự học cũng được đấy thế thì nó phải là các bước được chưa ạ thế thì video bài học tiếp theo này thì nó là nội dung mục số 2 chấm trong cái sơ đồ mai mép ở đây là chúng ta xây dựng thiết kế cái bộ công cụ bán hàng chuyên nghiệp tiếng anh gọi là siêu kit Siêu bộ công cụ bán hàng thế thì đi chào hàng bán hàng <laughs> dù sản phẩm hay dịch vụ thì chúng ta đều phải có bộ công cụ bán hàng thì ở đây thì chúng ta sẽ xem xét là bộ công cụ bán hàng là gì và nó gồm những cái gì bộ công cụ bán hàng là những cái tài liệu vật liệu những cái công cụ mà mình cầm nắm trong tay đúng không ạ hoặc là trong máy tính trong điện thoại của mình để mà khi mà mình tiếp xúc mình gặp gỡ khách hàng mình dùng cái đó để mình chào khách hàng, mình dùng cái đó để mình uh, tư vấn, mình, mình thuyết phục khách hàng theo kiểu là mắt thấy, tai nghe, cảm nhận, đánh giá, đúng không ạ? Trực quan. đấy Thế thì ở đây bộ công cụ bán hàng thì gồm những cái gì? Gồm những cái thành phần hay là những cái uh, loại sản phẩm hay dịch vụ gì, đúng không ạ? Bao gồm những cái nào? Bây giờ thứ nhất này, uh, chúng ta phải có bảng báo giá. À, bán lẻ bảng báo giá à, dành cho nhà phân phối dành cho đại lý các cấp <laughs> vân vân à, thế cái này thì chúng ta nên có những cái bản à, dành cho nhà phân phối riêng dành cho đại lý riêng hoặc là dành cho khách lẻ riêng đừng nên in chung nó vào một bản như vậy nó bị lộ thông tin và thứ hai là nhìn nó nó sẽ không thích nhất là những người người ta nhập được ít người ta sẽ không thích không vui à, ý của tôi là như vậy tách nó ra và khi nấn thì chúng ta nên in ấn giấy đẹp, đúng không ạ? Có đóng dấu treo của công ty nếu như chúng ta là doanh nghiệp, đấy và thiết kế nó cũng chuyên nghiệp một chút, có ghi rõ các nội dung như là <laughs> giá bán, chiết khấu, giá nhập vân vân, có uh, thuế hay không bao gồm thuế, uh, cách thức vận chuyển ra làm sao, rồi và chúng ta cũng sẽ in nhiều để cho mỗi đội đều cầm phải có. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những cái bản online tức là gọi là bản mềm chúng ta sẽ để vào một bộ trong folder đấy, nó có tất cả những cái công cụ này nếu mà chúng ta in ra rồi, tất cả những công cụ này chúng ta để trực tuyến để chúng ta có thể gửi à, qua zalo qua facebook qua email cho khách hàng <laughs> rồi tiếp theo đó là chúng ta cũng sẽ phải cần có hợp đồng mua bán hợp đồng nguyên tắc đấy và hợp đồng dành cho nhà phân phối, đại lý vân vân. Tùy vào cái loại hình kinh doanh của chúng ta sẽ có những cái hợp đồng khác nhau nhưng cơ bản là những cái loại hợp đồng này. Thế thì hợp đồng này thì chúng ta cũng có thể thuê một bên luật sư người ta viết cho mình. Đó, hoặc là một cái văn phòng luật sư người ta viết, hoặc là các bạn lên trên mạng các bạn lấy những cái mẫu các bạn điền 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 sửa sửa đi. Tất nhiên chúng ta cần cần phải làm nó chặt chẽ hơn. Các bạn để ý những cái tập đoàn lớn như là Vingroup, đúng không ạ? khi họ bán nhà thì cái hợp đồng của họ cực kỳ chặt chẽ 40 trang 50 trang và tôi đánh giá đấy mới là một bản hợp đồng tốt đấy. chứ còn các bản hợp đồng thương mại của chúng ta thường có hai ba trang sau này cãi nhau suốt ngày ví dụ như là thằng nhà phân phối nó nói xấu mình thằng nhà phân phối nó bóc phốt mình đấy. thì những cái hợp đồng làm chặt chẽ nó sẽ không có cái cửa làm như vậy để chúng ta phải làm rất là kỹ làm rất là kỹ nha chứ còn nếu mà lên mạng mà cóp một cái thôi thì cũng được nhưng mà nó sẽ không thể giải quyết được hết tất cả những vấn đề mà các bạn có thể lường được đâu. Đúng không? Rồi, à, chúng ta cũng có phụ lục đi kèm, bảng báo giá đi kèm. Và khi sửa thì chúng ta sửa phụ lục nhé. Hợp đồng thì chúng ta nhớ rằng hợp đồng để có hàng mẫu và sau đó sửa những cái thông tin cơ bản vào. Đấy. À, có ông sếp suốt ngày bảo là tại sao các em cứ sửa hợp đồng? Thì, thì tôi nói luôn là hợp đồng là để sửa bây giờ mỗi một cái khách hàng họ đặt một cái sản lượng khác nhau họ được hưởng cái chiết khấu khác nhau họ được thưởng cái quyền lợi khác nhau thì phải sửa vào đấy chứ hay họ đưa ra những cái yêu cầu khác nữa thì mình có quyền sửa miễn là không làm thay đổi những cái thứ mà mình không cho phép sửa là được à, tiếp theo à, cái công cụ thứ ba đó là catalog sản phẩm à, profile công ty à, hàng mẫu hoặc là các cái bộ hàng mẫu à, có những cái ngành hàng người ta sẽ có những cái bộ catalog rất là to rồi vali sách rồi hộp này hộp kia rồi thậm chí là những cái gian trưng bày kệ đúng không thì đây là chúng ta cũng có thể có cả hai phiên bản là online offline vân vân vâng tiếp tục là các cái chứng nhận chứng chỉ giấy lưu hành sản phẩm nếu có các cái công bố về sản phẩm rồi thì giấy kiểm định sản phẩm tiếng anh gọi là test đấy các cái bằng sáng chế nếu có văn bằng hợp pháp do cơ quan chính phủ à, liên quan cung cấp cho chúng ta về sản phẩm và dịch vụ về công ty về doanh nghiệp của chúng ta thí à, dụ như là chúng ta là những tập đoàn lớn thì có thể chúng ta có nhận được rất nhiều những cái giấy chứng chỉ chứng nhận chứng chỉ ví dụ như là iso hay là à, <laughs> an toàn với môi trường an toàn với lao động rồi thì à, được lưu hành rồi thì DHA rồi thì FDA Hoa Kỳ vân vân rất nhiều những cái đấy thì chúng ta cũng phải in ra chúng ta sắp xếp nó theo thứ tự 1 2 3 4 5 đấy, rất là chuyên nghiệp được chưa ạ để làm gì để khi chúng ta đi chào để cho chúng ta chứng minh chứng nhận và chúng ta có cái để nói chuyện với khách hàng đấy, và những cái này thì chúng ta cũng có thể đưa vào trong profile của doanh nghiệp và đồng thời chúng ta in nó ra chúng ta mang theo bản photo công chứng để chúng ta chào đó rồi À, tiếp theo đó là chúng ta cũng cần đến các cái media về hình ảnh về video bài viết về công ty về thương hiệu về nhà máy về nguồn nguyên liệu về khách hàng phản hồi đánh giá sản phẩm dịch vụ vân vân thì cái này chúng ta quay chụp và chúng ta lưu ở trên google drive hoặc là trên web của chúng ta à, ví dụ như là đây à, thế thì tôi có những cái video như thế này về sản phẩm hoặc là tôi review sản phẩm tôi đánh giá sản phẩm như thế nào để cho sản phẩm nó người ta nhìn người ta dễ tưởng tượng ra. Tôi đang nói ví dụ thôi. thì những cái tài nguyên như thế này đều được coi là những cái tài nguyên để bán hàng. Đấy. Ngày nay thì những cái media trực tuyến rất là quan trọng. <laughs> bởi vì mọi người sử dụng máy tính, máy tính bảng và đặc biệt là điện thoại mọi người sử dụng rất là nhiều. Đấy. cho nên là rất là nhanh chúng ta gửi một cái nó được luôn, đúng không? Rồi. À, tiếp theo là danh thiếp của công ty, à, danh thiếp của công ty của nhân viên kinh doanh của chúng ta à, và danh thiếp thì bây giờ có thể kết hợp thêm mã qr code à, cho nó chuyên nghiệp, cho nó có thể quét một cái là ra được nhiều thông tin hơn. À, rồi thư giới thiệu của công ty dành cho nhân viên kinh doanh, thư ngỏ hợp tác rồi các cái à, giấy chứng nhận, chứng từ khác Đấy. thì cái này rất là chuyên nghiệp và dành cho những cái việc mà sale bán hàng À, cho những cái doanh nghiệp lớn, chuyên nghiệp và tập đoàn lớn. Thế còn sale thông thường thì chúng ta đến thì nhiều khi chúng ta cứ phi đến, chúng ta ngó ngó nghiêng nghiêng đi vào để chào hỏi. Nhưng mà chúng ta chả xuất trình cái gì. Đúng không? Ví dụ như chúng ta đưa danh thiếp này, chúng ta đưa thư giới thiệu này, này chúng ta đưa các lốc này, này, chúng ta đưa một số những cái thông tin. Thế thì cảm giác thôi, cảm giác cái, cái đối tác người ta nhận được cái thông tin đấy thì nó thấy là mình rất là chuyên nghiệp và đánh giá cao để mà làm gì để mà người ta tin tưởng về mình hơn Đấy. những cái nhỏ nhỏ như thế Đấy. sau khi mà người ta hợp tác với mình rồi à, các cái bản chính sách khách hàng Đấy. thì cái bản chính sách hôm trước mình in rồi mình thiết kế rồi đúng không à, giá bán khuyến mại rồi cộng trừ nhân chia à, chính sách vận chuyển chính sách bảo hành bảo trì thì đây là bản chính sách và ok Đấy. thế thì cái câu chuyện ở đây là gì thì cái câu chuyện là <laughs> mình cần phải có cái bản đó và thu hẹp nó lại, thu ngắn nó lại để thiết kế ra một cái file hình ảnh, thiết kế ra một cái file hình ảnh chứ không phải mình mang cả một cái 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 bản chính sách dài 10 trang đi thì khách hàng họ không đọc được đâu. Bản đấy để in ra nhưng mà mình sẽ làm một cái bản hình ảnh đơn giản dễ hiểu một hai trang thôi dễ hiểu nhất đúng không? Rồi. À, ngoài ra thì những cái văn phòng phẩm, những cái hỗ trợ về mặt công cụ như là cặp hay là ba lô, túi sách, sổ, bút, văn phòng phẩm thì chúng ta cũng cần để làm gì để ngồi ghi chép cho nó chuyên nghiệp đúng không? <laughs> nhất là các cuộc họp quan trọng máy tính, máy tính bảng cũng có sẵn. Tất nhiên à, khi làm việc khi làm việc thì <laughs> khi làm việc thì chúng ta cũng sẽ phải úp điện thoại xuống, không được động vào điện thoại. chứ nếu không thì chúng ta cứ uh, sử dụng cái điện thoại, uh, sử dụng cái điện thoại uh, trong quá trình họp thì trông ngứa mắt, đúng không? Thế còn khách hàng người ta gọi điện thì kệ người ta thôi, vì người ta là khách của mình. còn mình thì uh, có cuộc gọi đến mình từ chối, có tin nhắn đến mình chứa. chứ còn đừng có uh, cứ vừa ngồi vừa lướt, vừa xem xem này cười cười thì sẽ nhất là với những cái khách hàng vip quan trọng, chuyên nghiệp thì họ sẽ không đánh giá mình cao đấy và có thể các bạn có những cái tài nguyên khác nữa tùy vào ngành nghề các bạn các bạn chuẩn bị cho tôi rất là kỹ nha và như tôi đã nói thì các bạn phải có bản mềm video hình ảnh file PDF file Word file Excel ví dụ thế và sau đó mình gửi cho khách hàng và có sẽ có những cái bản mềm để trình chiếu ví dụ như là đi gặp khách hàng để trình chiếu trên máy chiếu hay là dùng máy tính hoặc thuê mình làm Thế còn bản cứng thì mình cầm, mình gửi, mình đưa Thì ngày nay thì các cái bản cứng thì nhìn chung là Cái vai trò của nó bị giảm đi rất nhiều Và nó cũng đắt tốn chi phí Nên là các bạn có thể sử dụng bản mềm nhiều hơn Thay cho bản cứng để tiết kiệm chi phí Vâng, tiếp tục cuối cùng Đấy là à, một số những cái liên quan đến trang phục, đồng phục à, Rồi thì à, cái quy cách về ăn mặc của à, nhân viên kinh doanh Thí dụ như là ngành hàng không họ sẽ có một cái quy cách riêng À, ngành điện lực có một cái quy cách riêng ngành dầu khí đúng không? thì đấy là cái nhận diện thương hiệu đấy, từ bảo hộ lao động quần áo giày tất đấy, trang điểm đấy. rồi thì à, những cái vấn đề khác nữa để mục đích là để gì tạo ra một bộ công cụ bán hàng chuyên nghiệp đầy đủ giúp tự tin hơn giúp nhận diện thương hiệu tốt hơn giúp chuyên nghiệp hơn và giúp khi làm việc với khách hàng là nó đánh giá cao các bạn nhớ rằng là sự chuyên nghiệp và cái sự không chuyên nghiệp nó chỉ khác nhau ở những cái nhỏ 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 như thế thôi những cái để ý rất là chi tiết thôi những cái rất là tiểu tiết và quan tâm đến khách hàng thực sự tôn trọng khách hàng thực sự ok rồi thì đây là cái video tôi nói về xây dựng cái xây dựng và chuẩn bị chuẩn hóa những cái công cụ bán hàng chuyên nghiệp siêu kit ok và nếu mà các bạn cần À, tư vấn, à, cần làm, cần triển khai thì à, cứ liên hệ với tôi. Được chưa ạ? À, Ở đây à, xem một chút về Facebook của tôi này. Đấy, Facebook của tôi này Phan Anh Online, Website, à, PA Marketing, à, Zalo, à, rất nhiều. Ok, à, à, kênh Youtube nữa, kênh Youtube à, đang đưa lên đây. À, rất nhiều các video đang được đưa lên. Đó kênh youtube là pa marketing rồi xin cảm ơn các anh chị rất nhiều xin chào